Trời ơi các bạn ơi, nó quá nhiều đi nữa, không thể nào lượm hết được. Trời ơi, nhiều quá rồi sao? Ta lọt vào mê hồn trận rồi, nguyên một bãi kim cương. Giờ lựa cái nào? Đều đều nhau lượm. Trời ơi, nước gì đâu mà giờ nhiều quá rồi sao lượm? Để lượm những cái nó đẹp thôi. Đá này không phải đá là sao á? Xung quanh chỉ có một mình tôi thôi. Quá đẹp các bạn ơi.